Chào con yêu quý của cô Nguyễn Hiếu. Cô Nguyễn Hiếu rất vui được gặp con ở trong video này. Con yêu quý, và để giúp con có thể luyện tập yoga tốt hơn cùng cô Nguyễn Hiếu, để có được cái sức khỏe tốt hơn khi tham gia khám phá cái khu rừng bí ẩn yoga cùng cô Nguyễn Hiếu, thì cô Nguyễn Hiếu có một vài lưu ý để giúp con có thể luyện tập có được cái sức khỏe tốt nhất để tham gia cùng cô. Thứ nhất, khi tham gia luyện tập yoga thì con nhớ là uống nước đầy đủ nhé. Con nhớ uống nước trước khi luyện tập và sau khi luyện tập cùng cô. Điều thứ hai, con nhớ ăn thật nhiều trái cây và rau củ quả tươi để giúp con có được một cái sức mạnh vô địch, giúp các bé trai trở thành vua của sức khỏe và giúp các bé gái trở nên xinh đẹp hơn, đúng không nào? Và điều thứ ba là các con cần phải mặc những cái trang phục rất là thoáng mát và luyện tập đều đặn cùng cô hàng ngày. Và cô Nguyễn Hiếu sẽ rất vui khi hàng ngày cô được gặp con và hướng dẫn con để cùng cô đồng hành khám phá khu rừng bí ẩn của yoga con nhé. Xin chào và hẹn gặp lại con trong các bài tập, các video cùng cô Nguyễn Hiếu. Xin chào.